Nào, xin mời bệnh nhân tiếp theo. Bác sĩ ơi, cháu không khám răng đâu, cháu sợ lắm, cháu không khám răng đâu. Cô bé này thật là kỳ lạ, tại sao cháu lại không chịu khám răng cơ chứ? Nếu mà em không chịu khám răng, chẳng may cháu mắc một số vấn đề về răng miệng, cháu bị hôi miệng thì sao? Nhưng mà mồm cháu ấy không có hôi. Nếu cháu bảo là cháu không hôi miệng, cháu thử há mồm ra xem nào. Bởi vì chỉ có đi khám răng định kỳ thường xuyên thì các bác sĩ mới có thể phát hiện sớm ra được các tình trạng răng miệng mà mình mắc phải các bạn nha. Và điều đấy sẽ làm cho hàm răng của mình trắng, sáng, đẹp, thơm tho. Và ngày hôm nay thì Hà Sam sẽ trở thành một bác sĩ nha khoa. Và khám cho những bạn nhỏ ấy mà các bạn đấy cũng sợ bác sĩ nha khoa như lúc mình còn bé. Liệu ngày hôm nay có thuận lợi hay không thì các bạn hãy nhớ like và đăng ký để ủng hộ Hà Sam hoàn thành tốt công việc bác sĩ nha khoa này nha. Đây chính là ba nhân vật của mình ngày hôm nay. Mình sẽ tiếp đón đây một cô gái tóc màu xanh rất là dài, một cô gái tóc màu vàng ở giữa và một người ngoài hành tinh. Tinh. Rồi tập trung vào công việc nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ khám cho bạn ngồi giữa trước đi. Ok. Các bạn ơi, bạn đấy há mồm một phát thôi là mình đã ngửi thấy được một cái mùi rất là khó chịu luôn ấy các bạn. Ok, thì wow, trong miệng của bạn ấy kìa. Cô bé ơi, cô bé, trong miệng của cô bé có rất nhiều vi khuẩn. Vi khuẩn xanh, vi khuẩn đỏ, vi khuẩn vàng này nha. Ôi, đáng lo đây. Thì bây giờ mình sẽ làm gì đây? Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng một cái dụng cụ. Ở bên dưới này có rất nhiều dụng cụ các bạn ơi. Rồi, để mình giới thiệu cho các bạn xem các dụng cụ nha. Rồi, đầu tiên là cái con ngựa này. Wow, cái này là mài răng à. Những cái răng vỡ là mài nè. Rồi, cái này này, cọ cọ những cái mảng bám các bạn ơi. Ok, còn cái này là sao ta? Cái này á, cái này khó nhìn quá ta, hình như là cái làm trắng răng thì phải. Ôi, bàn chải này các bạn ơi. Thôi ok, cái con vịt này làm gì đây? À, con vịt này là xịt những cái bẩn nè, ở kẽ răng nè, mảng bám ở kẽ răng. Còn đây chính là kiểu như là những cái lớp mà bọc răng các bạn nha. Bọc răng có rất nhiều hình luôn các bạn ạ. Ok, đấy, ok, thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái bàn chải hình con ngựa này đi. Mình sẽ sử dụng bàn chải hình con ngựa này. Rồi, những cái chỗ mà ấy, nứt răng các thứ ấy thì sẽ bị mất nè. Rồi, che kín lại nè. Ở răng trên là có hai cái răng luôn. Bên dưới là một nè, hai này, ba, bốn. Wow, chứng tỏ ấy là răng của bạn gái này á là gặp rất nhiều vấn đề luôn đi các bạn. Rồi, tiếp theo đó chính là một cái cạo các bạn ơi, cạo mảng bám luôn. Wow, ok. Ở trên này đấy, cạo mảng bám ở trên này. Rồi, ở trên thì có mảng bám nhiều hơn các bạn ạ. À, mà tại sao cái bạn này tự nhiên lại ăn kẹo cao su dính đầy răng luôn ấy các bạn ơi. Chị Hà Sam ơi, chị giúp em với, em muốn có một hàm răng chắc khỏe. Được thôi, nếu mà em muốn có một hàm răng chắc khỏe thì mỗi ngày ở nhà em phải giữ gìn vệ sinh răng thật là tốt này. Rồi, và em phải đánh răng 2 lần sáng tối nha. Và ăn xong ấy thì nhớ là phải súc miệng nè. Ok, rồi tiếp theo sẽ là một cái bàn trà nha các bạn ơi. Ok, làm trắng răng thì phải các bạn. Ok, rồi, nó lấy. À, cái này là nó lấy cái mảng bám kẹo cao su các bạn ạ. Rồi, lấy mảng bám kẹo cao su. Cái thứ đây là bàn trà các bạn ơi. Rồi, bàn chải đánh răng. Đi, hơi đau thì phải.
em ơi, chịu khó nha, cố gắng lên. Chị làm sẽ rất là nhanh thôi. Wow, rồi xong. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái vòi xịt này để xịt những cái mảng bám cứng đầu ở những cái kẽ răng các bạn ơi. Ôi, đây, 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 đây. Rồi, đã xong. Các bạn ơi, các bạn nhìn này, hàm răng của em đấy. Ban đầu như thế này và bây giờ như thế này đây các bạn ơi. Trắng sáng một cách ngoạn mục luôn. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó đâu. Bây giờ thì mình sẽ phải lấy cái bọc răng này các bạn nha. Đấy, để bọc cho em đấy răng nè. Nhưng mà ấy, các bạn ấy thích là mình bọc răng cho em với màu gì đây? Ở đây thì có rất nhiều màu luôn. Ui, mình sẽ thử bọc làm cái hình nào đáng yêu được nhỉ? Hình mặt người này đi. Rồi, ok, đó. Nè, wow, đây. Ui, nhưng mà hình này thì lại hơi vàng răng các bạn ạ. Nhìn rất là buồn cười luôn. Nếu mà là cái hình quần áo này như thế nào đây? Wow, rất là nổi luôn ý. Nổi bần bật luôn này các bạn ơi. Nhìn đáng yêu vô cùng luôn. Rồi, ok, hình này khá là đẹp các bạn ạ. Rồi, mình sẽ lấy hình này nha. Rồi, tiếp theo thì đây chính là một cái bảng màu các bạn ạ. Có rất nhiều màu luôn. Mình sẽ chọn là màu hồng thử xem. Bởi vì em đấy là con gái mà. Mình sẽ trang trí màu hồng vào đây. Ok. Rồi. Ý, hình như là hết màu hồng rồi các bạn ơi. Rồi ok, thì bây giờ mình lại lấy thêm màu hồng nha. Rồi đấy. Rồi xong. Wow, cuối cùng đó chính là máy diệt vi khuẩn các bạn ơi. Ở đây có rất nhiều con vi khuẩn này các bạn ơi. Con màu trắng, lấy một cái bàn chải màu trắng nè. Rồi đấy. Các bạn ơi, phải đúng con luôn nhá. Ui, con này, chính là con này. Đây, lấy cái bàn chải màu trắng này luôn. Ok, để xem còn con đấy ở đấy nữa không nha. Không còn nữa các bạn ơi, mấy con vi khuẩn này không còn nữa rồi. Chúng mày ơi, chạy đi chúng mày ơi. Chạy nhanh còn kịp. Yêu ơi, hôm nay cô gái này đến bác sĩ nha khoa rồi. Bác sĩ nha khoa sẽ túm gọn chúng mình đi mất. Không thể nào chạy thoát được đâu. Được rồi, mình sẽ xử lý tất cả những cái tên vi khuẩn này các bạn nha. Rồi, vi khuẩn này, đánh bay vi khuẩn luôn. Ôi, đây nè. Rồi, sắp chập. Xong. Rồi, đây là cái gì đây? Đây. Đúng rồi, vi khuẩn màu xanh. Rồi, ok, vi khuẩn màu xanh này. Ui, trông như là kiểu zombie luôn đấy các bạn. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo đó là một cái vi khuẩn nè. Vi khuẩn này trông hệt như là kiểu con rơi luôn đấy các bạn. Ok, đây. Xem nào, xem còn vi khuẩn nào nữa không nào. Đây, vi khuẩn nè. Rồi, một con vi khuẩn màu xanh nữa nhưng mà lại hình vuông các bạn ạ. Rất là nhiều vi khuẩn ở đây luôn ý. Wow, một miệng của em bé này rất là nhiều vi khuẩn. Uầy, bây giờ. Sạch chưa ta? Wow, vẫn còn. Nhiều dã man luôn. Ok, bây giờ nốt nè. Hy vọng là sạch. Sao mà vẫn còn vậy các bạn ơi. Buồn, nỗi buồn không tên. Tăng. Rồi, sạch chưa? Sạch rồi. Wow, sạch rồi nha các bạn ơi. Vẫn còn một con vi khuẩn các bạn ơi. Thế nhưng mà bây giờ thì mình lại không thể nào mà mở ra được để lấy dụng cụ để đánh bay con vi khuẩn kia rồi. Buồn ơi là buồn rồi. Ok, mình sẽ vào lại để khám cho các bệnh nhân khác các bạn nha. Rồi, sau đó thì đây là một người ngoài hành tinh các bạn ạ. Chị à, Sam ơi, em sợ lắm. Thôi chị khám cho hai bạn còn lại trước đi được không? Không được là không được. Bây giờ chị sẽ khám cho em. Bởi vì em là người ngoài hành tinh, không biết là răng miệng của em ấy có giống như con người không ta. Wow, các bạn ơi, bề ngoài thì em người ngoài hành tinh này khác hoàn toàn so với con người. Nhưng mà bên trong răng miệng, ôi, y chang. Rồi, bây giờ mình sẽ khám cho em đấy thật nhanh nhá. Đầu tiên mình sẽ sử dụng cái con ngựa này để hàn những cái chỗ mà nứt răng này ra nhá. Rồi, em này răng cũng nhiều vi khuẩn không kém các bạn ạ. Các em kia. Ok, đây, răng này có rất nhiều mảng bám này. Thì mình sẽ làm thật nhanh nhá. Ok, rồi, đã xong. Rồi,
Wow, lấy kẹo cao su nào, lấy kẹo cao su nào. Wow, những mảng bám kẹo cao su này dập thật là nhanh luôn. Rồi, sau đó thì là ui, chỗ này là mình nứt răng này chưa xong này. Rồi, sau đó thì mình sẽ lấy cái bàn trà để trà trắng răng nè. Rồi, trắng răng rồi, đã xong rồi. Ui, đã xong, còn xong rồi em ơi. Chị khó một tí nhá, hình như là em này hơi nhăn mặt các bạn ạ. Chắc là em này là đang sợ đấy. Nhưng mà không hề đau đúng không? Hoàn toàn không đau chị ạ. Wow, em cứ tưởng là đau nhưng mà không đau tí nào luôn. Đúng rồi. Rồi, bây giờ thì chị sẽ làm cho em một cái ốp răng cực kỳ đẹp xem nào. Wow, chị để ý này, có một cái hình đội mũ đỏ có chấm trắng ở đây rất là đáng yêu. Rồi, mình chị lấy cái đấy nhá. Ok, đây, hình này rất đáng yêu này. Wow, đó, thấy chưa, đáng yêu chưa? Wow, nhìn cu teo hột mẹ hết sức luôn ý. Rồi, bây giờ thì sẽ là đến phần lấy vi khuẩn. Ở đây có rất nhiều con vi khuẩn nè. Rồi, chiếu nè, lấy nè. Ok, lần này chị sẽ lấy thật là nhanh luôn nhá. Bởi vì những cái dụng cụ này là chị đã sử dụng một lần rồi, nên là chị thấy rất là quen tay luôn. Rồi, cẩn thận nè. Ok, những con vi khuẩn này có đầy đủ hình dạng luôn các bạn ơi, rất là đáng sợ luôn ý. Ok, rồi, một con này, một con màu nâu này rất là ghê gớm. Nhìn nó rất là ghê gớm luôn nên các bạn ơi. Ok, con này màu cam, mình lấy nhầm dụng cụ. Mình cứ tưởng con đấy là màu gì. Rồi, ok, đây. Wow, một con là màu xanh ở đây nữa nè. Một con màu xanh ra trời. Ok, còn có cả con này vi khuẩn một mắt luôn đấy các bạn. Wow, nó màu trắng, nó một mắt luôn. Rồi, mấy con vi khuẩn này con nào cũng một mắt luôn á. Đây nữa nè. Rồi đây, nhưng mà cũng có con hai mắt nè. Không biết là mấy con vi khuẩn này là con một mắt đáng sợ hơn hay là con hai mắt đáng sợ hơn ta. Wow, trắng thơm sạch sẽ rồi. Yeah, đây nè các bạn ơi. Đây, bộ răng ấy của em người ngoài hành tinh ấy bây giờ ấy đã khác hẳn hoàn toàn so với bộ răng nãy các bạn ơi. Nãy là như